khó hiểu thiệt. Một nhân vật bí ẩn, biết bao nhiêu công ty làm việc với ông Tùng rồi nhưng vẫn không biết mặt ổng. Sao bí ẩn vậy? Trời ơi chú ơi, bây giờ dù gì mình cũng kết hợp là kết hợp công việc hợp tác với người ta thôi. Mình làm với công ty của ổng thôi, biết mặt ổng chi. Trời, đó, nói ra là thấy không có chuyên nghiệp mà, giống như thực tập sinh vậy. Đúng rồi. Trời ơi, bây giờ mình làm sao đúng không? Thì mình phải biết mặt khách hàng để mình biết được cái sở thích của người ta. Từ đó mình nắm bắt tâm lý khách hàng, biết người ta thích cái gì, muốn cái gì. Chính xác. Nói ra là thấy con người có kinh nghiệm. Đó. Thực tập sinh. Ừ. Mình muốn có những hợp đồng thì trước tiên mình phải tiếp cận khách hàng. Khách hàng. Dạ. Sau đó mình biết được khách hàng thích cái gì, mình làm chiều lòng khách hàng. Dạ. Lúc đó mình mới nhận được hợp đồng. Hiểu đúng chưa? Bởi vậy chú giao nhiệm vụ cho hai đứa phải tìm hiểu ông này sở thích ông là cái gì, ông muốn cái gì và điều ông ước mơ là cái gì, để sau đó chúng ta tiếp cận thì cái hợp đồng hàng chục tỷ này chắc chắn là của công ty mình. Chú yên tâm, để đó cho con. Được, chú tin tưởng con, gán làm được tốt nghe chưa. Nè, sau một khoảng thời gian bươi móc khựi rồi tìm hiểu về khách hàng, cuối cùng trong tay tôi đã có được một số thông tin của ông Tùng, tổng giám đốc công ty Tùng Xe. Yeah. Giỡn mặt hoài. Trời ơi, hay quá. Đó. Gì có hai dòng thông tin gì không? Nhưng mà quan trọng. Trời đất ơi. Quan trọng, coi đi. Là một người yêu hòa bình nhưng mà thích một mình. Ủa gì kỳ vậy? Thì kể, người ta thích một mình nhưng ta yêu hòa bình là được, ta yêu một mình ta thôi. Đó vậy đó. Thích một mình nhưng sợ cô đơn. Ủa gì kỳ vậy? Ừ thì vậy vậy đó. Còn khúc nữa, ổng là ổng trầm tính, ổng hay cười lắm. Ủa? Người ngộ nha. Ngộ thông tính tin lạ. Đặc biệt đó. Đó tôi được, được được. Nghiên cứu gì lắm, tôi phải hỏi những cái người đã từng cộng tác với ổng, tôi hiểu được chưa đó thôi đó. Dễ gần dễ mến, thích cái đẹp, ghét sự giả dối. Đó. Ôi. Ghét sự giả dối nha. Được 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 nha. Ủa vậy thôi hả? Vậy đó, thế như đó đó đó. Ủa rồi, rồi sao biết ổng là ai? Thì giờ tôi cứ nghiên cứu được cái gì đó thì sao vợ? Ít ra cũng phải có một cái tấm hình hay là số điện thoại gì đó của ổng chứ. Có. Đúng quan đó. Trọng cái phần hình ảnh. Hay quá, hay quá. Nghiên cứu gì đó. Giỏi quá, giỏi quá. Nghiên cứu lắm nha. Đây, 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 đây. Rồi, 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 rồi. Tấm hình duy nhất một tấm của ổng thôi. Đó, nó hơi mờ nhưng mà nó ổng đó. Không, nó mờ lắm. Nó hơi thôi. Không, tôi thấy nó mờ, nó nhòe mà nó hư, nó bị loang lỗ luôn. Rồi mình định dạng được cái con người là được rồi. Ít ra mình biết được cái mặt ổng để mình nhiều khi mình còn đoán được cái tâm tư tình cảm của ổng nữa. Biết mặt ổng nhưng mà vậy rồi sao biết mặt ổng là ai, biết ai là người trong hình được. Thì được mà, thì nhìn biết được rồi, rồi từ từ mình tìm hiểu thông tin nha. Gì vậy? Đây đây đây. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Bị gì? Rồi, cái này kiểu là bị bắt cóc nè. Rồi bị kêu bằng là trấn lột, rồi bị sàm sỡ đúng không? Em, tôi thọt cái viết vô họng mà bây giờ nó chưa có nói cái gì hết mà ông bà Hải ra đoán tùm lum tùm la hết. Nghĩ quản ngại quá sao vậy, bị gì chứ gì? Cái gì? Hồi nãy, coi ông kia đi. Ông sàm sỡ em á. Đó, thấy chưa, tôi biết là bị sàm sỡ, hồi đó tôi hay bị sàm sỡ tôi biết. Cái gì? Biết, bị sàm sỡ quản loạn lắm. Sao tội nghiệp cái người sàm sỡ ông dữ vậy ta? Chắc mà dữ duyên quá. Sao rồi sao? Ai bị sao? Kể chi tiết coi. Đúng rồi. Hồi nãy em đi á, xong cái em đi lên công ty, em đi mua cà phê. Sao em đưa em mua cà phê vậy? Tự nhiên cái sao? Sao? Kể đừng khóc, nín nuốt vô. Đừng khóc. Kể cho người ta hiểu cái sao? Mông trời. Trời ơi. Trời ơi. Vậy là gặp là biến thái rồi. Đúng rồi. Nói cho chị biết người đó là ai, mặt mũi nó ra làm sao, mai mốt chị gặp nó chị bẻ cổ nó chị. Bà điên quá, ai tự nhiên ta đi sàm sỡ ta để thông tin cho bà. Có luôn hả? Trời, đây sàm sỡ để thông tin luôn hả? Kẹt business điện thoại luôn á, đang đứng lấy tay đập để vậy luôn. Để vậy luôn? Dạ, để yên nguyên vậy luôn. Sau khi bỏ chạy leo lên xe, leo có xe hơi á, leo lên chạy luôn. Ông chạy luôn trên xe hơi, ông thấy mặt rồi. Ủa, xe hơi luôn hả? Xe hơi. Vậy tính ra không phải người ta sàm sỡ nữa đâu. Nhiều khi người ta muốn đưa cái gì thông tin gì á mà vô tình nó chụp cái tay người ta lại á. Ông có vậy là mày bậy. Không, mày sai. Mày có lỗi, mày sai, mày dính cái tay người ta lại. Có, em không có, em sai. Người ta đưa số điện thoại có nghĩa là người ta muốn gọi điện thoại xin lỗi em, hoặc là muốn em gọi điện thoại tới. Thôi đừng có binh.
đừng có binh, trời ơi, nhìn tay đưa cặp đi từ trên đầu trên cổ rồi làm gì đưa đâu dưới đây, sàm sỡ rồi. Ờ mà vậy chị á, chị sao mà chị binh tay dữ vậy? Ủa vậy hả? Em chị đã bị sàm sỡ, chị không binh, chị binh ta. Nhưng mà có nhận diện được không? Có số điện thoại, vậy là mình có thể mình xử cái vụ này. Trời ơi, có một cái số điện thoại thôi, làm sao mà mình biết được cái thằng đó là ai, biết mặt mũi đâu. Cái gì thôi biết là hoảng loạn rồi, không có gì đâu. Rồi từ biết từ rồi, hiểu rồi. Mày đừng có nhảy dựng rồi sao vụ gì? Ông nó nhìn nó dưới rồi mày câm luôn vậy, còn cái gì vậy? Nó sách cái gì? Trời ơi chị, tại sao chị có tấm hình này? Tại sao chị có tấm hình này? Rồi sao? À, chị với ông này người quen đúng không? Hẹn với chị Binh. Chị Binh ông quá chị Binh luôn. Nhưng mà sao ý mày nói sao cái tấm hình này ông này là sao? Vậy là cái người sàm sỡ em ông chính là cái người trong tấm hình này. Hả? Ủa? Vậy là cái card visit này, cái số điện thoại này. Ê, vậy là có rồi. Yeah. Sao lại có một sự trùng hợp như vậy ta? Là sao? Tự nhiên cái số điện thoại từ trên trời rơi xuống. Ghê thiệt. Được đây. Không có gì ghê hết. Chúng ta phải vui lên đi. Công ty chúng ta sắp nhận hợp đồng béo bở mà, đúng không? Phải vui chứ. Mà chú, sao? Mà theo lời của ông Sương nói á, là ông khách hàng nè kêu bằng cái người mà háo sắc dữ lắm á nha. Háo sắc? Háo sắc hả? Được rồi chú. Vậy thì cái hợp đồng này để con lo. Chú nghĩ đi, với nhan sắc của con Sương như vậy mà ổng còn mê, trời ơi, con là đậu hợp đồng chắc. Ủa tự nhiên cái chị nói cái dưới nhan sắc của em rồi chị đem chị so sánh vậy là sao? Không phải em ơi, ý chị nói đây là cái ông khách hàng này mình phải biết nắm bắt cái tâm lý của khách hàng, em hiểu không? Không, ổng háo sắc. Ý con nói là con đẹp hơn ta đó. Dạ. Ý thẳng vậy luôn đi. Thì nói chung là vậy đó. Ừ, nói chung thì... Trời ơi. Rồi thì là như vậy đó. Rồi ghét luôn nha. Chú dịch cho xong cái em ghét chị luôn á. Không, nhưng mà rồi, thôi, ý là vậy mà được. Mình làm định cho qua rồi chú nhấn là cái thôi thôi thôi, công ty đừng có xào xáo cái chuyện này. Nhưng mình làm hài lòng nhau để làm cái gì? Xấu hơn con đúng không? Không đẹp bằng thôi. Ờ vậy đó, thì đó là vậy đó. Thôi nó đỡ hơn. Rồi nhưng mà bà cũng hiểu lộn cái ý của tôi rồi. Ủa chứ sao? Ý tôi nói không phải là phân biệt ai đẹp ai xấu, nhưng cái vấn đề của nó là bạn lo, tôi lo lắng cho bà. Bà nghĩ coi, bà nắm bắt tinh thần gì? Ông vô ông nắm đầu bà luôn á. Trời ơi, háo sắc, tôi lo cho bà mà. Ê, vậy thôi anh đi theo đi. Anh đi theo chị Thanh Nì đi. Nắm đầu còn đỡ. Trời ơi. Một người thôi là gánh nặng rồi, bây giờ hai người nữa. Rồi về lo cho cả hai nữa. Bây giờ làm sao đây ta? Ai ta bây giờ ai đi chung với tôi? Nếu không ký được cái hợp đồng này á, rất là uổng. Ủa chú, con thấy chú cần cái hợp đồng này mà, chú cần người khách hàng này mà. Thì sao? Thì chú đi con đi. Ờ đúng rồi chú. Con thấy chú cao to, bự vạm vỡ gì nè, bảo vệ được chị Sinh Nì đó. Đúng rồi. Nhưng mà chú nhìn cái mặt chú giang hồ lắm, nhìn nó cảm giác nó người ta sợ. Đúng rồi. Để chú sẽ đi theo bảo vệ cho con. Cứ yên tâm, chúng ta phải giành giật được cái hợp đồng này. Đúng rồi chú. Không có nghĩ là ổng cái kiểu gu ổng thích đầu đinh vậy luôn á. Trời ơi, làm em điệu đà, em chân diện quá trời luôn. Em tưởng nó là ổng mê, em không thích em. Cuối cùng thích út lọt. Là sao? Thì gu ổng không có thích mấy người gì sạch sẽ đâu. Ổng thích mấy người bần bần thổn thổn mà. Kiểu gì giờ câu chuyện